Rồi, hello mọi người. Đó, hôm nay là sẽ bắt đầu tới tiết mục là thay nhông sinh đĩa cho Winner. Hôm bữa là mình đã thay cho Exeter rồi, thì bữa nay mình sẽ thay cho con Winner để chỉ cho các bạn cách để ở nhà mà tự mình thay ha. Thì bảo đảm sẽ có một cái điều lạ đầu tiên là các bạn sẽ không biết tôi đang ở đâu. À, kệ nó đi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào thay cái nhông sinh đĩa con Winner. Thì với một con Winner Zin á, thì chúng ta sẽ cần có những dụng cụ như sau: một cây khóa 19, rồi một cây khóa 14, một cây tê 8, một cây tê 10, đây là một cây lục giác 5 ly, kèm với đó là một đầu khóa 17 với kèm cần để mà mở cái đĩa răng. Rồi bây giờ đầu tiên thì trước khi đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn cái bộ nhông sinh đĩa. Thì Winner thì hiện giờ là cái ProBuy nó có hai mẫu, một mẫu là thông số zin có nghĩa là 1544 và một mẫu là thông số độ. Thì thông số độ thì nó sẽ là 1543 đây. À, 1543 nha. Thì thường mà ai mà muốn mà đi hậu á thì mình sẽ giảm đi một đĩa răng để mà kéo hậu. Còn ai muốn đi như zin thì cứ đi 1544 như cũ. Thì Sonic với Winner là xài chung với nhau. Nếu mà ai mà đi Sonic xe nó nhẹ hơn thì có thể giảm đi một đĩa răng để mà cho xe của mình cái nước hậu nó mạnh hơn, tại vì xe nhẹ hơn thì mình giảm một cái đi là ok. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra ha. Đó là xong. Đó, đĩa AK 44 răng. Đi kèm với nhông AK 15 răng. Thì nguyên cả một bộ đĩa răng, nhông và sên chỉ từ 350, nếu mà sên vàng là 350 nè. Đó, còn mà sên vàng đen là sẽ là 370. Mọi người nhớ ha. Vàng là 350, vàng đen 370. Thì hiện giờ đang hot cái màu vàng đen nên mình sẽ làm cái màu vàng đen đi. Là mình sẽ tháo cái cặt te trắng sơn. Đó, bỏ ốc lên. Rồi. Sau đó mình tháo nó ra. À, trong đây nó còn có cái phe cài giữ ở trên. Đó, tháo lên. Mình tháo cái ốp nhông là bằng cây T8. Đó, ốp nhông là bằng cây T8 nha. Thì thường khi mình tháo mình nên kiểm tra là con ốc trên với con ốc dưới là nó có dài bằng nhau không nha. Đó, nếu mà nó dài bằng nhau thì ok, kệ nó, mình không còn quan tâm trên hay dưới, đều được. Sau đó thì mình mới lắp nhẹ ra để mình lấy lên. Bây giờ bắt đầu tới tháo cái nhông. Tháo cái nhông thì mình phải cài số trước. À đây, cài số một cái. À, cài đại số nào cũng được. Bắt đầu tháo nó. Đó, một con, hai con, thì sẵn để trò chuyện cho các bạn luôn là mình đang ở trên cái tiệm rửa xe mới của mình ở số 736/29 Lê Đức Thọ, từ mặt tiền Lê Đức Thọ số 736 cái hẻm á, bạn đi thẳng vào là có thể tới ngay được cái tiệm của anh kỹ sư hẻm luôn. Rồi bây giờ sau khi mình tôi tháo cái phe nhông rồi ha, mình chỉ dặn xoay nó qua một cái là mình rút được cái phe nhông ra. Rồi mình sẽ rút nguyên cái cụm của nó ra luôn. Đó, mình để nguyên sợi dây sên giống vậy luôn. Mình lắc nó ra luôn, mình lắc từ từ nó ra. Rồi khi mà nó ra được rồi mình bỏ cái nhông ra ngoài. Rồi sợi sên là giờ nó thòng ra. Rồi sau đó thì khi mình tháo được cái nhông ra rồi á thì mình sẽ bắt đầu mình tháo cái phe sên trước. Phe sên dễ lắm. À, cái đầu phía cái đầu nó nè. Cái này cái đầu hở mỏ nè. Các bạn chỉ việc để cái kè một đầu để trên đây ha, tựa ở đây một đầu ở trên, bạn bấm xuống thôi là nó ra rồi. Đó. Ừ. Đó. Khi nó ra cái phe rồi ha, bạn để vô. Rồi. Tháo ra. Rồi. Rút được sợi sên ra. Rồi, khi mà nó xong cái sợi sên rồi á thì bắt đầu mình sẽ cho cái nhông vô trước đi. Đây cái phe. Rồi. Mình đưa nhông trước vô. Đó. Cài cái phe vào. Đó. Thì những con Exeter thì mình sẽ dễ thay hơn là con này, tại vì mình có thể tháo nguyên con. Nhưng mà đối với những con Winner thì trên xe zin của nó cũng có những cái mắt nối sên sẵn rồi. Thì mình chỉ cần việc tháo cái mắt nối sên nó ra mà thôi. Mà mình sẽ thay sợi sên mới vào, thì với sợi sên mới nó cũng có cái mắt nối sên luôn. Rồi. Thì
thì nãy giờ nó vẫn còn đang còn số, nên khi bạn tháo ra bạn ráp vô vẫn bình thường. Đó là bạn đã ráp được cái phần khóa nhông vào rồi. Thì nếu mà bạn nào kỹ thì chẳng hạn khi là mình chúng ta thay cái bộ nhông sinh đĩa thì sẵn chúng ta thay chúng ta sẽ vệ sinh luôn cái hốc này. Còn hôm nay chiếc xe này mình làm mẫu thôi. Đó là ai mà rảnh thì sẽ vệ sinh hơn, mà bên dịch vụ của mình ở bên tiệm rửa xe này cũng sẽ có cái phần dịch vụ để rửa luôn cái hốc sên. Khi mà các bạn thay sên nếu các bạn muốn thay và lắp ráp sên là rửa luôn cả phần sên luôn. Cái gì cũng có làm hết. Đó, rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tới cái phần mâm bánh sau là cái phần lâu nhất. Mình sử dụng cây 19 và cây 14. Đó. Tháo ra. Đó, khi mà tháo bánh thì thường là tôi sẽ lấy cái chân tôi chịu dưới, tôi hơi nâng nó lên, tôi rút nguyên cái cốt ra. Rồi sau khi cốt ra thì để vậy thôi. Rồi mâm bá xuống. Đó, vừa mới rồi là một cái khâu canh của nó rớt ra thì không sao cả, không có vấn đề gì cả, rớt ra thì thôi. Rồi xong mình đã xuống. Đó, mình tốt nhất là mình nên kiếm một cái miếng khăn hay gì để mình lót ở dưới. Nhưng mà với mình thì cái sàn này nó là một cái sàn miếng bằng nhựa, nó khá là mềm, mình để rất là nhẹ nên không vấn đề. Còn nếu mà ai là sử dụng mà ở những cái mặt gạch đá thì mình nên để lót một cái miếng gì đó xuống phía dưới thì tốt hơn. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu bắn nó. Rồi cái này đang chịu ra nè. Đó, ra một con. Bắn đối xứng ha. Đó, hai con, ba con, đó, bốn con. Rồi sau khi ra cái đĩa rồi ha, ok, bắt đầu mình sẽ vô cái đĩa mới. Đó, ngon lành. Đầu tiên là mình sẽ dặn tay vô cho đến khi nào nó vô sát nhất. Rồi, bên đây cũng vậy, dặn tay vô sát nhất. Bạn nào ở bên Gò Vấp thì nhớ ghé ủng hộ nha, 736-29 Lê Đức Thọ, phường 15, Gò Vấp. Là các bạn ở ngoài mặt tiền á, nó kế bên nhà máy in báo Thanh Niên á. Đó, kế bên đó có con hẻm, phía đầu là hai cái quán cà phê, hẻm rất là lớn, hai chiếc xe hơi vô cùng một lúc vẫn được. Rồi xong bạn đi thẳng vô khoảng 100m là bên tay trái là 736-29 là có những cái biển hiệu bự thì là bự của cái xe hẻm, là các bạn sẽ tới nơi. Rồi sau khi mình gắn vào rồi ha, mình sẽ bắt đầu mình đổi bắn vào. Bắn vào thì mình cũng nguyên tắc vậy, bắn đối xứng nhưng mà bắn nhẹ nhẹ từng bên. Đó, một cái, hai cái, một cái. Rồi bắt đầu bắn lại thêm một lần nữa. Đó. Rồi, vậy là chắc cố. Rồi bây giờ mình sẽ ráp lại ha. Đó, mấy bạn nhớ ha, mỗi lần mà lúc mà tháo ráp hay gì nó có cục canh á thì các bạn phải ráp lại đúng bên. Cục canh bên đĩa thắng thì lúc nào cũng ngắn hơn. Rồi, cục canh bên dài thì nó sẽ là cục dài hơn. Rồi, mình sẽ đưa nhẹ nhàng vào. Giữ mâm đưa vào. Đó. Cũng như vậy, mình sẽ bắt đầu đưa vào. Đó, mình sẽ đưa vào đây là tới ngay chỗ vị trí cái heo đĩa này. Rồi xong bắt đầu mình lấy chân mình nâng lên. Là coi như thấy ok rồi đó. Hay đẩy xích qua một tí. Đó. Mặt heo đã bắt đầu vô nữa. Rồi vô thấy không, một mình tôi làm vẫn được. Đó, tôi sẽ sọc cục bánh qua. Thì đầu tiên là sẽ vô bát heo trước. Rồi qua bát heo. Rồi sau khi mà chúng ta ráp cái đĩa xong, bắt đầu chúng ta sẽ lấy sợi sên ra để chúng ta bỏ lên. Thì xe Winner Zin của nó là nó sẽ chỉ xài sợi sên với 120 mắt. Thì dĩ nhiên nếu mà chúng ta lên một sợi sên mới mà sợi này là sợi 124 thì chúng ta phải cắt mắt đi. Thì mình đã cắt sẵn nó cho luôn rồi để đỡ tốn thời gian. Thì mai mốt mà nếu mà mấy bạn nào mà chẳng hạn như muốn order online
mà từ phía mình sẽ cắt sẵn cho các bạn luôn. Đây là số mắt mà nó dư ra, thì mình sẽ đếm lại ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đó là 6 mắt. Còn cái phần đầu này nói mình không có tính, là nó dư 6 mắt, là mình sẽ gắn vừa cho thông số phía đằng trước là 15, phía đằng sau là 44. Là các bạn về các bạn chỉ việc bắt vô là xài thôi đó. Còn mấy bạn nào không muốn mình cắt sẵn mà mấy bạn muốn về tự cắt thì cũng được. Tại vì khi mà cắt mình phải cắt khui cái bao ra rồi sau đó mình cắt, thì mình gửi về là coi như bao nó khui rồi. Thì ai mà không thích vẫn còn nguyên bao nguyên tiện, về tự cắt thì chủ yếu là cực thôi. Thì nó phải xài cái đồ cắt sên, thì nó nếu mà bạn không có thì nó sẽ giơ tay các kiểu. Còn ví dụ nếu mà mình cắt rồi thì bây giờ các bạn là chỉ việc ráp nó vô thôi. Dĩ nhiên là cái đoạn cắt này mình sẽ gửi về cho anh em muốn làm móc chìa khóa cũng được. Nói chung là nhìn cũng vui vui mà. Đó, rửa sạch sẽ đi làm móc chìa khóa. Bây giờ mình sẽ ráp lên. Thì nguyên tắc là bây giờ mình ráp là mình sẽ ráp mình nhớ là mình lót cái miếng giấy ở dưới ha, để cho sợi sên khỏi dơ. Thì mình thường là mình sẽ ráp là mình sẽ đưa từ giữa bánh xe đây để mình ráp trên cái phần nhông trước. Đó, mình cứ đưa nó lên. Rồi, mình đưa nó lên. Mình luồn nó vào bên trong đây. Rồi. Rồi từ cái vị trí này, đó, bắt đầu mình đưa sên lên. Mình kéo nó xuống. Đó. Rồi, khi mà nó lòi được cái đậu đây thì bắt đầu mình nâng cái này mình đỡ. Rồi, kéo thôi. Đó, thấy không? Mình kéo hay không? Đó, kéo một cái lên là không chạm vô cái gì hết, chỉ dính trên tay mình thôi. Rồi. Rồi thì khi mà chúng ta để sợi sên lên rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ kéo hai sợi sên tới hai cái điểm mắt gần nhau nhất. Đó, là nó trên đây nè, để tôi sẽ xoay lên. Đó, khi sợi sên nó lên rồi. Đó. Mấy bạn chỉ việc để lên. Thì cái mình khi mình cắt 6 mắt này vô thì khi mà các bạn đẩy sát vô hết luôn á thì nó sẽ vừa đủ độ trùm luôn á, có nghĩa là bạn sẽ sử dụng sợi sên này dài hơn. Còn nếu bạn để dư nhiều mắt hơn thì sẽ xài ít thời gian hơn. Đó là cái mẹo. Đó. Rồi các bạn chỉ việc nhét cái phe vô ha, từ đằng sau tới. Rồi, nhét cái ác này vô các bạn nhớ ha, có cái mặt chấm viết xóa là nằm bên ngoài. Đó, nhét nó vô lại. Rồi, sau tới cái phe. Cái phe này rất là quan trọng nha. Nè, thì nếu mà cái mắt sên này các bạn đang nằm trên, các bạn nên nhớ nha, cái đuôi của cái mắt này nhất định là phải hướng về đây. Để lỡ như khi mà cái chiều bánh mình nó quay gì tới này nè, lỡ trên đường đời xô ngã nó có cái gì đó đụng vô á, thì nó vẫn chỉ là siết chặt cái khóa vô chứ nó không văng ra. Nhưng nếu các bạn làm để ngược lại mà đang quay tới mà lỡ cái gì đó đụng vô cái bụp cái nó văng mắt sên này ra là mất cái mắt này, thì nó sẽ bị xuất đi sên. Đó, vậy nguyên tắc là nhớ là bạn phải để đúng nha ha. Đó, khi mình để như vậy vô. Đó, mình bắt đầu mình lấy cái kềm mình để vô. Rồi mình bóp nhẹ vô là sẽ vô. À, rồi, sau khi nó vô vậy là xong. Đó, bên này mình mới dặn hai cái, rồi xả lại cái, dặn một cái vô, cái vô, rồi bên đây ngay cái mắt đây giữa, rồi căng phải không, trả vô một tí, đó, rồi hai bên ok, đó mình canh như vậy là vừa nè, vừa đủ thôi, chứ đừng có canh căng quá, sau đó mình chỉ siết lại thôi, thế là mình hoàn tất, hay quá, tôi giỏi quá mà. Nhiều người là sẽ có thói quen là thích là có một người nào đó đứng để đạp thắng để mà siết, hoặc là còn cách nữa thì chẳng hạn như nếu mà các bạn không có hai người để mà chẳng hạn trước khi siết này các bạn đạp thắng á, thường là ta sẽ nào quay xong cái đạp giữ mạnh thắng là lúc đó bạn mới siết, hoặc là có một cách nữa là mình sẽ đút nhẹ một cái lục giác vô ngay phần đây nè, bạn đưa nhẹ vô tới đây thôi nha, đừng có bẻ lên quá nó sẽ gãy cái bức răng. Rồi mình lấy đùi gói mình giữ nó lại, rồi để chi, để cho cái bánh nó lúc nào nó cũng bịch vô trong hết. Đó là hợp lý. Rồi xong cái thế từ từ siết lại thôi. Rồi siết thì siết vừa lực thôi, vừa cứng tay là được chứ đừng có siết quá. Rồi xong cái mình thả ra. Đó, sên này là vừa nè, không quá căng không quá trùng. Đó, quá đẹp. Rồi sau khi mà bạn đã tăng sên xong hết rồi và siết bánh rồi á, thì mình chỉ cần ráp lại những cái cặt te che sên hay là cái dè che sên thôi là xong, là hoàn thành vấn đề. Đó, các bạn nhớ nha, ai mà mua cho xe Winner thì nhớ nói mình để mình cắt sẵn cái mắt sên. Các bạn về chỉ việc là ráp rất là đơn giản giống như mình làm, rất là nhanh, ngắn gọn. Và các bạn nào nếu ở trên thành phố thì có thể ghé qua địa chỉ số 736/29 Lê Đức Thọ, Gò Vấp để có thể được thay nhông sinh đĩa, rồi thay đĩa thắng, thay bố thắng, hoặc thậm chí là thay nhớt, rồi rửa xe, vệ sinh xe tất tần tật. Thì đây là một cái địa chỉ mới ở trên Gò Vấp mà mình mới toanh luôn. Mình khai trương ngày 29 tháng 10 này.
thì rất là mong mọi người sẽ qua ủng hộ tiệm của kỹ sư Hẻm. Bên đây sẽ là chuyên vệ sinh chăm sóc xe và gắn những món phụ kiện nhẹ nhàng giống như là nhông sinh, đĩa đĩa thắng bố thắng mà thôi. Chào mọi người, hẹn gặp lại phần sau.